Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng, các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi thầy điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Câu chuyện của sách Tông vụ Tông đồ kể lại, Phao-lô từ cái người bị cáo không những không bị tố cáo mà còn được thoát khỏi đó. Và trước đó là cái lời củng cố đức tin của Chúa cho Phao-lô trong thị kiến: đừng có sợ, cứ rao giảng đi, không có ai tra tay hành hại con đâu, vì ta ở cùng con. Thì sau đó là chúng ta thấy Phao-lô được thoát hiểm một cách ngoạn mục. Ông Gaio, ông không có xử. Cái chuyện này là tranh luận chuyện đạo. Đôi khi người ta đưa chuyện đạo ra đời để mà kiện tụng nhau. Nhưng mà ở đây trong này thì Gaio không có chịu xử án. Và tôi tự hỏi phải chăng vì thế mà Phao-lô sau đó xuống tóc. Ông đi vùng khác nhưng mà ông cạo trọc đầu đã khấn như thế. Lời của Chúa củng cố đức tin cho vị tông đồ dân ngoại này. Và giữa một tòa án công khai, Phao-lô vẫn được Chúa cứu thoát, như là Chúa nói là ta ở cùng con. Nỗi đau và niềm vui dường như song hành với mỗi người Kitô hữu chúng ta nói riêng và với mọi người nói chung. Nhưng mà nỗi đau và niềm vui của Kitô hữu chúng ta đều có cơ sở đức tin nếu chúng ta biết dựa vào lời của Thầy, nếu chúng ta tin tưởng vào Thầy. Khi đi bệnh viện để cắt một khối u ung thư, và nếu sau đó nó không có di căn, có lẽ là bệnh nhân chúng ta sẽ rất vui, mặc dầu bị cắt đi một phần thân thể rất gắn bó với xác thân của mình từ nhỏ đến giờ. Cắt đi một quả thận, cắt đi một bên ngực, cắt đi một khối u, đó là mất mát. Chúng ta đau, đau có khi không đau khi mổ, khi cắt, nhưng mà sau đó đau. Nhưng mà có những nỗi đau buồn đi trước và cái niềm vui gắn liền theo sau, như ví dụ mà Chúa Giêsu đưa ra, đó là người mẹ bị co thắt đau đớn khi sinh đứa con. Và khi đứa con đó chào đời thì người mẹ quên đi cái nỗi đau. Nỗi đau đó ở trong thân xác của mình luôn, là vì có một sinh linh mới xuất hiện trên đời, đó là đứa con của mình. Có những nỗi đau mà chúng ta cần chấp nhận, kiên nhẫn chịu đựng để đợi đến cái ngày cái hạt giống, hạt lúa gieo vào lòng đất được trổ sinh, đến khi đến ngày mùa, mồ hôi nước mắt lau công mình đổ ra từng ngày. Khi mà một tác phẩm hay một cuốn sách ra đời có sự đóng góp của mình, đứa con tinh thần của mình cảm thấy vui,
một người điêu khắc gia mày mò một mình, lầm lũi một mình, đục đẽo để lôi ra từ trong một khối gỗ vô hồn trở thành một nhân vật, một tác phẩm có hồn. Phải chăng nỗi đau và niềm vui luôn gắn liền với chúng ta? Nhưng mà khuynh hướng tự nhiên của chúng ta luôn từ khước nỗi đau, sự thống khổ. Cơ chế tự vệ của chúng ta khiến chúng ta theo cảm tính tự nhiên khước từ cái gì làm cho chúng ta khổ hơn, khó hơn, vất vả hơn. Thành Chúa mời gọi chúng ta hướng đến cái ngày Chúa gặp lại chúng ta. Tôi suy nghĩ, suy niệm và cầu nguyện cả ngày hôm nay cho một người bạn khuyết tật đang hấp hối. Tôi được báo từ hơn 6 giờ sáng và được thấy hình ảnh của chị ta rất là khó khăn trong hô hấp. Phải chăng những cái khổ đau cái lúc này trên thân xác là hướng đến một cái cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ở cái nơi mà người ta không còn đau đớn, không còn khóc lóc nữa. Xin anh chị em nhớ đến chị ta trong cái giờ phút cận tử này. Chị vẫn còn tỉnh, vẫn nhận ra bạn bè, người này, người kia. Có điều là không được những người thân trong gia đình chăm sóc, mà chỉ có những người bạn đồng thân phận đồng hành với mình, nhất là trong những giờ phút thương đau cuối đời này. Cái cô đơn, nhưng mà những người bạn khuyết tật khác có lẽ là cái niềm an ủi cho cái người bệnh nhân cận tử này vào cái giờ phút này. Hãy thử tưởng tượng cái giờ sau hết của chúng ta mà không có một ai người thân bên mình, mặc dầu mình có người thân, thì cái cảm giác của mình lúc đó sẽ như thế nào? Ước gì chị cảm nhận được Chúa Giêsu luôn hiện diện bên cạnh chị và chờ đón chị ở đằng sau cái cuộc ra đi khỏi thế trận này. Và Chúa Giêsu hứa cái niềm vui khi mình gặp Chúa đó, cái niềm vui trọn vẹn đó không ai lấy được của mình. Ước gì hướng đến niềm vui vĩnh cửu, hướng đến niềm vui có Chúa ở cùng, hướng đến niềm vui chia sẻ cái hạnh phúc và vinh quang của Chúa, giúp chúng ta thêm can đảm để chấp nhận lội ngược dòng đời, trung tín với lời Chúa, gắn bó với Chúa trong thuận lợi cũng như khi gian nan ở trong đời sống chức nghiệp, đời sống gia đình, và nhất là khi chúng ta đau ốm. Xin Chúa Giêsu ban sức mạnh cho những anh chị em ốm đau bệnh tật và vẫn không ngừng gắn bó với Chúa để ngưỡng vọng về niềm vui thiên quốc mà Chúa đã hứa cho mỗi người môn đệ tin vào Chúa. Xác tín này giúp chúng ta tiếp tục bước đi trên cuộc lữ hành đức tin và gắn bó với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.